Xin chào các bạn. Đây là cái đèn hào quang 3 tấc. Đó, 30 cm đó. Đây là 3 tấc. Đấy, hiệu ứng tỏa có thể điều chỉnh được tốc độ. Và sử dụng điện áp 5V rất là an toàn luôn. Nhiều hiệu ứng nháy đẹp. Đó, đây là đèn 3 tấc nhé các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ theo cái số hotline mình để phía dưới mô tả video này. Đó. Thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn. Đây, mời các bạn cùng xem qua một vài hiệu ứng của đèn hào quang 3 tấc này. Cái này là mình có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm của hiệu ứng nha các bạn. Đây mình đang đổ để cái tốc độ vừa phải thôi, mình có thể tùy chỉnh nhanh chậm theo ý của mình được. Rồi, video mình xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể là bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ hocnet.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.